Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện F0 di chuyển trên đường như thế nào? Lực lượng công an phát hiện có một người mắc COVID-19 di chuyển qua nhiều chốt. Sau khi loại bỏ dữ liệu trùng lặp, cơ quan chức năng xác định 30 người thuộc diện F0. Chiều mùng 1 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua. Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh thành phố bước vào 2 tuần mang tính quyết định trong việc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh theo Nghị định 86 của Chính phủ. Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều F0 đi qua các trạm kiểm soát trên địa bàn. Cụ thể, qua việc kiểm tra mã QR và đối chiếu với dữ liệu về các ca mắc COVID-19 theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an phát hiện 43 trường hợp F0 di chuyển qua các chốt. Sau khi kiểm tra lại thông tin, lực lượng công an phát hiện có một người mắc COVID-19 di chuyển qua nhiều chốt. Sau khi loại bỏ dữ liệu trùng lặp, cơ quan chức năng xác định 30 người thuộc diện F0 thông qua việc kiểm tra khai báo di chuyển nội địa. Qua xác minh ban đầu, chúng tôi nhận định 10 người có giấy đi đường, còn lại được miễn giấy hoặc không có giấy đi đường. Những người này có trường hợp chạy xe ôm công nghệ, người đi xét nghiệm COVID-19, người đang đến khu cách ly tập trung, Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin. Đến nay, lực lượng chức năng đã nắm thông tin có 8 người đã được đưa đi cách ly tập trung, 2 người đã khỏi bệnh, 1 người chưa thể xác minh và những người còn lại được cách ly tại nhà. Tại buổi họp báo một ngày trước đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông qua việc khai báo di chuyển nội địa bằng mã QR, thời gian qua, các lực lượng đã phát hiện 30 F0 tại các chốt kiểm soát. Trong khai báo di chuyển nội địa có nội dung khai báo dấu hiệu ho, sốt, khó thở, tiếp xúc với người bệnh, nghi ngờ mắc COVID-19. Phóng viên, trong ngày 31 tháng 8, toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 5.444 ca mắc COVID-19 mới. Một thông tin tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 là số ca tử vong do dịch bệnh thời điểm hiện tại đã giảm gần 30% so với ngày 23 tháng 8, thời điểm thành phố bắt đầu siết chặt giãn cách. Hiện tại, ngành y tế thành phố đang điều trị cho hơn 40.000 bệnh nhân, trong đó gần 3.000 bệnh nhân nặng đang thở máy và khoảng 20 người cần can thiệp ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục nâng cao năng lực của chiến lược điều trị F0 tại nhà. Việc điều trị tại nhà được thực hiện bằng nguồn lực của 411 trạm y tế lưu động, 312 trạm y tế phường, xã, thị trấn. Tính đến ngày 30 tháng 8, toàn địa bàn có khoảng 60.000 bệnh nhân COVID-19 được điều trị, cách ly tại nhà. Đây là những trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ.